đi thẳng thượng thẳng này, tại là business. Để đứng nó nhẹ hơn. Nóng chảy. Mấy bà đó mình đi thấy chưa, Việt Nam chưa? Cái sách cái điện thoại đó. Đó có sách đó. Thank you 32. 32 gì ạ? Không nhớ. ABCDE tại vì có hai khoang, bên này. Hai lối đi. Cả mình đi bên này anh chị nhé, mình đi thẳng xuống. Bài đi con, bài nhóc. Đây phía trước này là hạng nhất, cái này là hạng nhì, còn mình là hạng sang nhất, ngồi tuốt phía sau. Hàng ghế ba ghế, mé bên trái. 32. Hả? Bệnh thuốc hả? Thuốc bệnh hả? Bỏ đâu ta? Bỏ đâu rồi không? Kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em. Thank you.
tiếp viên hoặc không. Bơ vờ nghèo á. Mấy lần bị chuột khoét lộn lộn.
Thôi không biết bỏ đâu hết rồi. Về nhà luôn. Hả? Về nhà luôn. Ừ. Anh Giang ha. Cái hàng mà ngắn thì đứng. Đâu cũng được. Chứ nào cũng vậy. Khâu lấy đồ cái tối thì nó đã ít lấy nhanh hơn. Cái đó luôn. Cái nữa đủ rồi, cá trắng. Giấy rồi tới tầm. Ừ, cá trắng chờ tới. Trắng dây còn màu xanh thôi. Này đang chờ tới. Sắp đủ rồi. Thùng quá nặng á. Để vậy nè, dịnh 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 dịnh. Thank you.
mùa, sắp hết mùa hả? Cá linh còn ăn được, thấy bao nhiêu bây giờ? Tới lên xe thôi. Kiểu mạnh nha, kiểu mạnh. Chăm sóc con gà đang kiếm quá trời. Giờ cả nhà anh lên về tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Nóng quá. Đúng rồi. Giờ đã đủ chưa?